Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình. Đó, hôm nay mình sẽ cho con vợ hai mình đi đổi lại cái mắt các bạn. Mắt của nó thì hơi bị cận nên cháu đổ lên con mắt nó siêu sáng luôn. Kỹ thuật này đang đo cường độ ánh sáng của độ cận của con mắt cũ và lên con mắt mới các bạn nhé. Kỹ thuật thì đang tỉa lại mấy cái lỗ để bắt ốc. Đó, trên tay mình đây là con mắt bị cận đây. Mắt cận thì từ nhà sản xuất các bạn ạ. Công suất nó rất là nhỏ thôi cho nên là nó độ sáng thì cũng đáp ứng được cái nhu cầu đi lại của mình khi mình thường xuyên phải đi đêm và đi trong điều kiện mưa và sương mù các bạn nhé. Nên con mắt cận mới thì hết cận luôn. Khi là sáng, con này thì có 3 màu các bạn ạ. Màu sáng trắng, màu sáng vàng pha sương và màu sáng vàng trắng để đi trong trời mưa các bạn nhé. Khi này con mắt này đi cực kỳ nó ok luôn, không ngại về thời tiết nào cả. Bình thường mình sẽ chỉ để đi cốt thôi các bạn nhé. Lần này thì rất là sáng, wifi rất chói chứ người xe đi ngược chiều cho nên mình sẽ đi cốt thôi. Mình tháo ra và sốc ra thì bên trong là như này các bạn ạ. Nhìn trông tầm mát hết cả ra như này. Đấy, thì anh trước đây toàn cảnh chúng ta nhìn cũng làm khá là chuyên nghiệp. Cái đèn trước cũng được dán băng dính để chống chảy xước, chống bẩn các bạn nhé. Kỹ thuật mình cần phải tỉa lại một chút cái dưỡng ở cái mặt đèn gầm để cho vừa zin cái đèn, tránh bị chạm và dẫn đến khi đi nóng nó sẽ bị nóng chảy nhựa các bạn ạ. Còn cái thiết bị chuyên dụng có tỉa rất là đẹp. Đây khi nắp lên các bạn nhá, vừa zin con này thì không phải độ chế gì cả, chỉ việc nắp lên thôi. Đó, và tỉa một chút để cho nó không chạm vào đèn, khi đèn nó sẽ phát sinh nhiệt đến chảy nhựa ra, cho nên là người ta phải làm nó không được chạm vào với con này chống nước IP68 các bạn ạ, thì là tốt luôn. Đó, con này thi công với con Honda City này thì nó sẽ rơi vào khoảng 2 đến 3 tiếng là sẽ xong. Rất lâu thì công đoạn tháo bao giờ sốc ra để nên và cân chỉnh sao để cho ánh sáng nó chuẩn các bạn ạ. Đó, này thì anh thợ cũng hơi loáng ngoáng một chút, lắp chưa được chiều trở lại. Cái này là anh này đang độ con đèn đi cho con Nexus 2 bóng luôn các bạn. Con này thì cái độ đèn pha chủ xe rất ăn chơi, rất là nhiều tiền vài chục. Đây các bạn biết là cái gì không ạ? Đây là cảm biến của túi khí. Cái này thì nắp thì nó dễ thôi các bạn nhé, nhưng mà vẫn phải tháo qua được sốc ra để vào ốc và chỉnh một số cái chỗ nhựa cho nó không bị chạm vào cái đèn rất là nóng. Tất cả thì là cảm giác thôi các bạn ạ. Đó, cảm giác của cháu nó ăn ngay rất là đơn giản. Hôm nay bên cửa hàng bảo là chờ một chút, có những cái một phỏng vấn về cái mắt đèn gầm này có được đăng kiểm hay không, mà mình thì cũng không có nhu cầu nên là mình về luôn. Chờ bên nọ họ bán cao su vậy nên mình cũng chờ về luôn. Khi nắp được lên thì thấy ok, ngon nghẻ, giá tiền nó về rồi. Bây giờ thì đã nắp vào rồi, các bạn chỉnh cái độ chiếu xa chiếu gần các bạn nhé, để rất thấp thôi, khoảng 40 cm này luôn. Thì khi đằng sau mình chở thêm hai người lớn thì nó sẽ dưới cái đuôi xuống lên khoảng 50 cm thì là mình khỏi pha nguyên mặt xem được chiều các bạn. Thì mục đích của mình chỉ để chiếu đèn gầm thôi. Đó, ba màu sáng, trắng vàng, trắng này. Đây anh F8 này thì mình đây độ đèn làm sao mà cũng vừa tới khi đến rất còn mới các bạn, mới cứng luôn, nó nhìn rất là đẹp. Sau khi lắp xong thì mình test để ra về các bạn nhé. Đó, rồi các ba lại màu pha cốt, đây là pha xương này, pha cốt này, đó, rõ rệt luôn. Đó, đèn này mình thấy cường độ ánh sáng thì cảm giác là mạnh hơn cả đèn pha của mình luôn. Đó, thì cường độ sáng nó mạnh hơn các bạn nhé. Pha đây,
cốt này. Cái mặt cốt thì có cái đường cắt rất là chuẩn luôn, tránh khói mặt vào keng kiểu để cắt như này thì hoàn toàn là chỉ ngang đầu gối, qua đầu gối một chút thôi các bạn, nhưng mà không bị sỏi mắt đâu, mà vẫn đáp ứng cái nhu cầu của mình là phá xương và phá mưa, mưa to mưa bẻ thì đặt cái đèn sáng vàng lên để đi rất là dễ, an toàn cho người lái các bạn nhé. Đây là độ xe, độ đèn văn minh thì không độ để chiếu rọi vào mắt xe ngược chiều, cho các bạn lưu ý vẫn đăng kiểm được bình thường đó. Sau khi xong thì mình đã test lại một lần nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để nhận các video mới nhất từ bên mình. Chào và hẹn gặp lại các bạn.